làm chế độ đặt bom. Rồi có một cái headshot. Rồi hai headshot luôn. Rồi anh em cứ lao ra. Lao ra vào tờ. Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với Happy Dream và theo một số những cái yêu cầu của rồi headshot luôn. Đừng đùa. Đó, ra đây. Nào, nấp ở đây à? Nấp ở đây này. Rồi. Nấp đi. Nào, ra đây. Nhảy nhót ra đây. Rồi, theo một số những cái yêu cầu của các bạn ấy thì có yêu cầu là mình làm lại cái game Tripitch. Thì đây là lần thứ 5, thứ 6 gì đó mình chơi cái tựa game này. Thì rất cảm ơn em Hoàng đã cho anh mượn cái tài khoản có rất là nhiều súng để làm review. Bị bắn ở đâu nhỉ? Bị đục à? Đấy, thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ cái series tập Tripitch này. Đấy. Nào, ra đây. Đâu rồi? Nhìn cái map thì thấy là bung bét hết rồi. Đằng trước này này móc. Rồi có một pha móc rồi nhưng mà để đồng đội giải quyết rồi. Mình sẽ quyết định đi này. Có tiếng. Không thấy có ai nhỉ. Tỷ số là 3-3. Rồi. Đã có hai mạng bên bên red team đã phải nằm xuống. Bên đỏ bên mình đây rồi. Vâng, có một kill rất là nhàn. Đâu rồi, bom đâu rồi? Vâng, thì cái series truy kích này thì mình sẽ chủ yếu làm về cái chế độ đặt bom đi, bởi vì mình rất khoái đặt bom. Khi mà chơi cái game đột kích thì mình sẽ làm cái chế độ đặt bom, và nếu mà rảnh thì sẽ làm thêm zombie, nhưng mà chắc là sẽ tập trung làm chế độ đặt bom. Rồi có một cái headshot. Rồi hai headshot luôn. Rồi anh em cứ lao ra và hiến mạng đi. Rồi tuyệt vời đấy, con hai mạng ngon luôn. Nào thích đục à? Nào, tôi đứng đây đục. Nào, đục bo. Rồi. Ủa, quăng bếp các kiểu đa điểu luôn. Vâng. Bên team cướp đang spam bom ở khu vực cửa. Rồi, lăn xuống. Đừng bỏ ngay cái ý định mà có thể tấn công ở cái đường đó đi. Bởi vì Tuấn HC đã kem ở cái đường đó thì rất là khó có thể nào mà có thể đi ra được. Rồi, tiếp tục. Spam cái map này rất map giống cái map đơ đớt ở trong trong game Half-Life, mà giống giống cái map chạm phát sóng đúng không nhỉ? Không phải, map quá vậy, quên mất tên rồi. Nói chung là các map của cái game FPS thì nó cũng là lá nhau, chỉ được mốt lại thôi. Treo máy. À, mình nghe tiếng súng ở đây. Đâu. Rồi, đã kết thúc. 7-0. Tuyệt vời mặt trời luôn. Các bạn này hỏi nhiều quá. Cái nick này nhiều súng dữ thật. Từ từ. Đừng nóng, trời mùa hè thì đừng có nóng. Nóng này là dễ ỉa chảy. Nào. Còn một ái già cầm khẩu súng gì cơ. Tiếng gì? Tiếng sniper ở đâu nhỉ? Rồi, đây, ở đây. Tuyệt vời đấy.
Tên là KF Mr. Zero. Tên đẹp phết. Ra đây. Mình sẽ thủ chắc cái đường này, không cho ai tấn công lên nữa. Bởi đây là vị trí rất quan trọng, là đường ngắn nhất để có thể thông ra cái. Ôi trời, không biết là anh ta ngồi để làm cái gì. Và mình thôi rồi, có phá chết nhảm rồi. Nhưng mà ố 4-2, liệu có chiến thắng được không đây? Có một pha bắn đối đầu với cái vị trí vừa rồi, vị trí slipper luôn. Mình đã cho ăn headshot, sau đó là vì công quá vội đã bị cái đối tượng thủ ở đường đây, thủ ở vị trí này bắn chết rồi. Nghe vẻ thì đây là một cái vị trí rất quen thuộc đối với anh ta. Ông này ông đang xăm cái gì đây? Còn hai vị trí nên kem nhà, một người kem mít, một người kem ma, thì không biết là chỗ đi đâu đây. Sang a kem rồi. Không hiểu các bạn cài đặt nút ở đâu nhỉ, mình vào phần cài đặt có thấy đâu. Biết mỗi cái nút tab là di chuyển chậm, giống thích đó là lướt đi từ từ ấy nhỉ. Đã còn sử dụng phần mềm can thiệp nữa hả? Ăn bom này. Ôi bậy quá, sao lại đang spam đạn để chui vào đúng đường đạn này thì nào headshot tiếp theo dành cho một thành viên nữa ở bên team đỏ. Rồi hình như đây là cái hình quả bi dọn rồi. Ôi một pha headshot đầy sự tính toán, quá đẹp. Nào mình sẽ cắm chắc cái khu vực này thôi. Quen bên đột kích bắn AK mình rất ít khi sấy, mà sấy lại y rằng mình sẽ là mid. Không biết là đấy là rồi, chỉ có một thành viên còn lại cuối cùng thôi. AK mình sấy thì rồi một pha ngáo ngơ đèn thế, đúng là hồ lịch sử. Ok bắn rồi, tuyệt vời. Thì mình bắn AK rất ít khi sấy, chỉ có bắn hit con kim thôi. Và thích cầm AK cũng chỉ vì cái điều đó, bởi vì là bắn một phát vào đầu là chết luôn, chứ không như các súng khác là bắn vào đầu mà nếu có giáp thì vẫn phải nhờ đến viên thứ hai thì mới chết được. Nghe vẻ mình cam khu vực này không thành viên nào bên đội đỏ có thể đi lên được. Nào sao không đục được à? Rồi chết rồi, rồi tuyệt vời, chết nhảm ở cái khu vực này rồi. Khu vực đấy được hai slipper game, mình quá nóng vội trong pha đấy. Mà chơi game FPS thể loại đặt bom mà không giữ được cái đầu lạnh là y rằng sẽ bị ăn hành. Ai hô đang cần yểm trợ kìa. Anh chàng này nghe vẻ thể hiện được cái game rất là chắc. Nào đây anh ơi, giết đi sao phải sợ nữa. Mời xem các thành viên khác như nào nào. Họ vẫn đang tập trung khá nhiều ở đường mid, đang dồn sang khu vực A, khu vực đặt bom A. Đã có một tên nhảy bom đã rơi ở vị trí này thì tốt nhất là lên kem chặt ở đây thôi, sao phải đi đâu nữa. Chỉ còn một vị trí
thành viên của bên đội đỏ thì chắc là anh ta đã quyết định là không tham gia trận chiến nữa rồi. Tại sao lại thế nhỉ? Chúng ta chiến đấu là phải chiến đấu đến cùng đi. Mình rất là khoái cái khẩu AK này, trông nó rất là đẹp, không màu mè, mà đặc biệt là nó có màu bạc bạc. Mình rất thích khoái khẩu nào có cái màu hơi silver một chút. Ngày xưa chưa được kích thì khẩu mình quay được đầu tiên đó chính là khẩu AK Sim, khẩu AK huyền thoại đấy, trên tay của Wendy One Hit. Ôi rồi, ra đây, đồng đội đã chọc được vào nhà rồi, tốt quá. Rồi anh không cần bắn để cái gì dễ cứ để em. Còn hai thành viên ở bên team đỏ họ đang ở đâu? Chắc chỉ lần quẩn ở khu vực cầu nhà và đến khu quê ở ái à, như vậy à. Đây rồi, vâng, lại một tin nữa dành cho mình đấy, lại ấn nhầm vào lúc control rồi, cứ quen kiểu lúc control ngồi ở trong xe. Hình như các thành viên bên kia là không chán công cái đường này rồi hay sao ấy, nên nó bỏ mặc mà chỉ để cho sniper game mình cho mình không có thể đi lên được rồi, chứ họ đã hoàn toàn bỏ ý định công ở cái đường này. Khá nhiều thành viên ở bên team xanh chết rồi. Đây rồi, bị phát hiện rồi. Rồi, biết ngay mà. Cứ y rằng mình thấy là y rằng là chỉ có thua thôi. Thà cứ bình tĩnh mà bắn một khi lại hay. 14-4. Ôi, trận đấu còn lâu lắm các bạn ạ. Không biết như thế này thì quay đến bao giờ đây. Chắc có là mình chơi thêm 1-2 hiệp nữa lên dừng clip thôi. Chứ như thế này lâu quá. Và các bạn thấy mình làm cái video về truy kích thì các bạn có ủng hộ không thì hãy comment ở phía dưới video này. Và nếu các bạn thích thì hãy đừng quên like, share video giúp mình nhá. Và đây, mẹ, rồi, pha đấy bắn tuyệt. Mình vẫn chưa quen map lắm. Các bạn ạ, đây rồi. Rồi, ăn được cái mạng headshot thì ăn được cái mạng Vuver thì bị bắn chết ở một cái thành viên đang kêm A đang bị chiếm giờ vẫn còn đang đứng ở đây làm gì. Anh chàng này có vẻ cũng là một, wow, bắn AK rất tốt. Rồi, tuyệt vời, quá tuyệt vời, 1-3. Tôi không hiểu sao các thành viên bên kia không quyết định đặt bom mà lại quyết định là đi săn người. Việc săn của một thành viên cầm khẩu AK cứng là rất nguy hiểm. Chưa kể là cái góc của anh ta đứng kem, các thành viên còn lại thì rất là hẹp, rất lợi cho AK. Đấy, nhìn đi rồi nhá. Ra đây. Rồi, một thành viên của Blue đã bị gã. Rồi, mọi người đang spam qua cái cánh cổng này rất là nhiều. Liên tục là những cái tiếng súng đấu ở khu vực mid vang lên. Mình vẫn đang rất là khó khăn khi mà không biết là con lên quyết định. Rồi, ăn ngay pha headshot. Rồi,
thành viên kem cái khu vực cửa A ấy khá là chắc tay, nhờ cầm khẩu AK đã kill được hai bạn. Vậy thì khó có thể là mình lên và ô sao lại có pha vứt súng như thế nhỉ? Ô khẩu gì đây đẹp này, ô tầm ngắm nó hầm hố vãi. Nó có tên là Diablo F VIP, nhìn đẹp thật. Mình vẫn đang giữ cái AK. Đã có một thành viên chuẩn bị cướp AK rồi. Mất máu của tôi rồi nhá. Còn 5 máu thì chắc là chết rồi. Chết chắc luôn. Biết ngay mà. Máu còn quá thấp để có thể được play cái đạn AK pha đấy. Pha chết rất là nhảm. Như vậy thì thôi, có lẽ là clip cũng đã hơi dài rồi. Thì các bạn hãy đừng quên comment cái ý kiến đóng góp của mình ở dưới mỗi video. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Happy Dream TV trong những thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về tựa game truy kích, cũng như là mình sẽ không bao giờ ngừng làm cái tựa game tập kích. Rồi, một pha quá đẹp. Xin chào các bạn.